nàng lại thay đổi một kiếm pháp thứ ba. Thay vì thủ pháp cẩn mật chặt chẽ, nhanh nhẹn, nàng lại đánh chậm và để lộ rất nhiều sơ hở. Do đó những phát kiếm như có như không, như mạnh như yếu, như thực như hư, thật là khó lường cái thực chất của kiếm pháp. Người tầm thường hẳn phải cho là tầm thường. Thậm chí có kẻ cho rằng nàng sức cùng lực kiệt và võ công của nàng đã được sử dụng đến mức cuối rồi. Nhưng Lưu Hương có con mắt hơn người, nhận ngay chỗ tuyệt diệu của đường.